sống giống ngoài biển quá vậy? Có xà lan đá nè, rồi chiếc cái ống bị chìm đó. Kêu cái gì? Vô ghe con mực đồ đậu bến nhóc bây giờ nè anh em ơi, nó ghe con mực đậu sửa chữa đó này. Bữa nay anh em mình vô là ngày 11 rồi, với gì ghe nhiều lắm. Bên này ghe con mực bên này cũng có chiếc chồng đẹp lắm, ghe chồng mới. Ghe con mực xứ mình toàn là ghe con mực thôi, bữa nay 19 là ghe quá trời ghe. Xứ mình ghe lớn không có, chứ ghe nhỏ nhỏ thì bao ghe. Ghe nhỏ thì lấy nét đá để chắc gà câu một lao. Sống giống ngoài biển quá vậy. Cái đường đi. Ôi, chị ghe trời ơi. Ghe bự cỡ này hoàng vũ qua. Ôi, ghe ốc quá đẹp. Đây là chỗ làm demo này kia rồi. Bên này ghe thì chạy anh em ơi. Ghe con mực thôi à. Còn ghe con mực thì Nguyễn Hoàng. Anh em mình vô bữa nay là trễ rồi. Ôi, chiếc ghe con mực tàu vải thu mua vậy đó, không biết nữa. Ờ, có công chứ. Ghe con mực lối này vô kính nha, bên đây nè ghe anh kết đồ vô hết rồi. Hướng mình chạy vô trong đó là cái cống.
ghe mà thấy cặp chỗ xưởng tiện là thấy gối vậy đó anh em ơi. Đây chiếc cô mực nữa. Hôm nay mình vô ghe vô hết rồi còn gì nữa đâu. Mình cũng vô lượt chứ người ta là tại mình đi xa quá. Đi quá xa. Này anh em ngoại đó. Đây kìa, ghe anh hai về, anh hai ghe anh hai đậu đây. Bằng này cũng chưa vô nữa, bằng này đi cũng đi cả anh em mình là giờ này chưa vô tới nữa. Ở đây cũng nhiều ghe lắm mà chưa vô tới đó nè. Cái chiều lưu view còn. Ồ, có chiếc ghe cột bực lên nụ quá đẹp anh em ơi. Đó, thấy không? Sơn phết là lợi cho mới thôi, chứ ghe này ghe mới cảo mà. Ghe này dạng ghe mới. Giờ này cống đóng rồi, cống đóng. Ở đây cảng à, cảng bị cảng quá, và cảng cá vậy nè. Đang là, chiếc ghe như ý mới lên nụ sơn phết quá đẹp luôn. Khúc từ ngoài chỗ bán mực không mà về tới xứ mình mà cả này này chiếc ghe nữa, ghe này đã không này, có một chiếc ghe con mực màu vàng luôn, ghe nhỏ bên này đầu ghe nhóc giờ này. Anh em mình đã tới nhà rồi. Đây. Chờ chiếc ghe đóng đi mấy chục ngày về chưa xong đúng không? Đóng mấy tháng rồi. À chiếc ghe chạy nụ quá đẹp anh em ơi. Hai chiếc ghe quá đẹp luôn anh em ơi. Nhà mình. Rồi anh em mình tới giờ cọc dây lại thôi. Đóng đèn cũ vậy. Không ai quên chết lấy đóng giờ này đóng cửa rồi. Sao đỡ ghe quên ơi, đỡ ghe quên ơi. Có dừa chứ không sao. Dây dây lại Nguyễn ơi, dây dây lại. Đã tới quá hả? Quá đẳng cấp. Đến lên anh quay. Đá dây không đây. Đá dây kìa. Rồi được rồi đó, gịch lại được rồi đó. Cô đại cái vừa ở đây cũng được đó. Cô đại đi. Ơi mưa. Mưa. Ê. Có gì vậy? Mưa. Mưa cười.
mưa. 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 Ừ.